Thưa quý vị, nguyên bí thư tỉnh ủy Ninh Bình và vợ đã qua đời sau vụ tai nạn giao thông thương tâm xảy ra trên tuyến đường tránh thành phố Ninh Bình. Theo đó, ô tô mang biển kiểm soát 35A23648 do ông Phạm Minh Tuyên điều khiển, chở vợ đi đến đoạn đường nêu trên thì không may gặp nạn. Hậu quả khiến vợ ông Tuyên tử vong tại chỗ, còn ông Tuyên bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình. Tuy nhiên, ông Tuyên đã không qua khỏi. Ghi nhận tại hiện trường, ô tô đâm vào giải phân cách làm gãy cột đèn. Được biết, ông Phạm Minh Tuyên, 73 tuổi, ngụ quê quán xã Khánh Thủy, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình. Ông Tuyên từng là bí thư tỉnh ủy Ninh Bình, ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, trưởng ban công tác đại biểu của Quốc hội. Vụ việc hiện đang được cơ quan công an điều tra làm rõ. Bạn có video hấp dẫn. Bạn bắt gặp được những khoảnh khắc độc đáo. Hãy gửi về plo@pháp luật tb.vn để nhận ngay quà tặng và những bút hấp dẫn.